chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai để tiếp tục chuyên đề thư giãn cuối tuần. Hôm nay thì Nam Thu đến du lịch tại thành phố Cần Thơ. Các bạn thân mến, đây là cái nếu mà đã đến thành phố Cần Thơ mà không bỏ qua cái khu du lịch Chợ Nổi, đó là một điều rất là đáng tiếc. Tranh thủ thời gian, Nam Thu đến đây để mà ghi lại những cái hình ảnh sống động, vui nhộn, chia sẻ cùng các bạn. Nếu mà từ trung tâm thành phố Cần Thơ thì các bạn đến khu Chợ Nổi Cái Răng, Chợ Nổi Cái Răng rất nổi tiếng, khoảng tầm 6 km. Nơi đây họp chợ rất là sớm các bạn, thành ra nếu mà các đi từ thành phố Hồ Chí Minh các bạn đi đến đây thì các bạn nên đi đi sớm để mình tranh thủ thời gian để mình thấy được cái sự nhộn nhịp của phiên chợ này. Khi bước vào đây thì Nam Thu khởi hành, đoàn của Nam Thu khởi hành là từ lúc 5 giờ sáng mình đi ghép đó các bạn. Có một số khách họ chào đón với một cái giá là 90.000 một cái vé dành cho một người. Bạn có đi một cái tour du lịch là khoảng trong vòng 2 giờ. Đây là cái điểm dừng chân thứ nhất là đến đây, để là đến khu vực ăn sáng. Thì khu vực ăn sáng này nó cũng nằm trong một cái tàu của Thu, thế là rất là lớn, rất là rộng các bạn. Đây, đây là cái khu vực ăn sáng đều các bạn, Nam Thu chia sẻ cùng các bạn. Rất là nhộn nhịp, rất là vui các bạn. Người chăm nghe không bằng mắt thấy các bạn ha. Các bạn hãy thử đến đây một lần để mình trải nghiệm, mình thấy sự nhộn nhịp. Chưa đến trung tâm chợ đâu mà Nam Thu thấy tất cả là mọi người họ tụ họp về đây rất là đông. Các bạn thấy nhiều cái nhà nổi ha, nhà nổi rất là nhiều các bạn. Giờ thấy mờ mờ rồi đó, hồi nãy tôi thui thôi à, tôi thui à, thành ra tôi không ghi hình được. Bây giờ là những bức phim này đưa lên là chắc các bạn có thể cảm nhận này kia, chia sẻ cùng Nam Thu ha, cái những niềm vui mình du lịch đây đó, khu vực sông nước cái miền Tây Nam Bộ, mỗi một tỉnh, mỗi một nơi đều có những cái điểm thu hút làm nao lòng khách. Khu vực là toàn sông nước các bạn biết rồi đó. Khi mà lên trên tàu thì mọi người phải trang bị cái phương tiện cá nhân của mình, là cái đầu tiên là cái áo phao. Áo phao là bởi dân thành phố mà nếu các bạn mà vui cho cái biết bơi, khi mà gặp sự cố gì mà các bạn nghĩ đi dùng sông nước bên mông này thì rất là nguy hiểm mà ha. Đây cái điểm là các tàu tập trung về đây. Có những cái tour du lịch lớn, khách lớn, nhưng đa số Nam Thu thấy đây là những cái chiếc tàu nó nhỏ nhỏ thôi. Một đoàn đi khoảng từ 10 đến 15 người. Nếu mà các bạn mà có điều kiện thì mình thuê hẳn luôn một cái con tàu riêng cho mình, để mình thích đi điểm nào thì họ sẽ chiều ý mình. Nam Thu thấy cái giá thì đến cái khi mà đến bến Ninh Kiều đến thì người ta cũng đã niêm yết một số cái giá để cho mình có một sự lựa chọn. Sáng sớm rất là mát ha, rất là mát các bạn, không có lạnh đâu. Lúc đầu thì Nam Thu cũng tưởng là lạnh nhưng không lạnh, rất là mát các bạn. Cùng đi Hồ Chí Minh có thằng Úc mình theo. Úc chào bà con các bác. Úc chào các bác. Đi một mình cũng hơi buồn, thành ra đủ thằng nhóc đi theo. Hôm nay là ngày cuối tuần, nó nghỉ làm, thành ra nó chịu đi theo với mình. Chứ mọi sự thì nếu mà Nam Thu đi không đúng vào ngày cuối tuần thì mình sẽ đi một mình bao bạn. Rất là nhộn nhịp rồi ha.
sông Hậu. Bên cạnh sông là sông Cần Thơ, nhánh của sông Hậu. À, đây là sông Cần Thơ các bạn. Khá rộng ha, sông quá rộng luôn. Vậy là thông thường chở nổi nó hộp mấy giờ nó tan? À, 8 giờ nó tan. À, 8 giờ, dành suốt mình về là còn phải không? Đúng rồi, bây giờ đi về hả? À, đi về, tại hồi nãy tối quá anh quen không được á. À, nãy nó chạy ra là sáng mình sáng rồi đó. Ờ, đúng rồi, sáng rồi, còn tối quá, mình chờ cho nó sáng chút nữa. Tiếp tục tour du lịch chợ nổi Cái Răng, và không phải là du lịch trên thuyền không ha. Bây giờ là cái tour du lịch của mình là họ ghé đến đây. À, đến đây là cái khu vực cái lò hủ tiếu, thành hủ tiếu các bạn. Và Long Thu cũng tranh thủ bước vào đây, ghi lại vài thước phim chia sẻ cùng các bạn. Ở đây là hầu như là hủ tiếu các bạn, hủ tiếu với gì? Với kẹo dừa ha. À, thôi kẹo dừa mình không ăn, kẹo dừa ăn nhiều bị tiểu đường chết. Thôi Thu thử là mua mỗi hủ tiếu mỗi một loại để mình về mình nếm thử ha. Khi đã đi rồi thì cũng nên đến đây. À, cái khu vực bảo thương hiệu này cũng khá nổi tiếng các bạn. Đây, đây hủ tiếu, quá trời hủ tiếu các bạn. Đây là cái hủ tiếu lá cẩm. À, đồng giá là mỗi một bịch chỉ 20 ngàn thôi. Lá cẩm. Và đây là hủ tiếu gì đây? Đây hủ tiếu Cái Răng. À, Cái Răng rồi. Hủ tiếu quê tôi 20 ngàn. Rồi, hủ 10 gói tặng 1 gói. Hủ tiếu lá rớt. Lá rớt. Rồi, tiếp tục sẽ là ha. Đây là hủ tiếu gì? Lá dứa hả? Hủ tiếu lá dứa. Khu vực này toàn hủ tiếu không bạn ha. Đây, để Lâm Thu vào trong để chia sẻ cùng bạn ha. À, đây hủ tiếu gì ta? Hủ tiếu chiên hả ta? Hủ tiếu chiên giòn. Thank you.
cái cuộc hành trình đi về thành phố Cần Thơ là cuối cùng cũng đã kết thúc. Bước đầu thì Năm Thu cứ mục tiêu chính của mình là đến quay clip chợ nổi để chia sẻ cùng các bạn, có những các bạn mà chưa có điều kiện đến đây để biết để biết là nếu có dịp các bạn đến đây tham quan và mọi người sẽ có một cảm giác riêng cho mọi người. Khi mà đến đây thì Năm Thu đi xe giường nằm từ mà hết nếu Sài Gòn các bạn đến đây thì Năm Thu đi cái xe giường nằm của Phương Trang đi từ 12 giờ thì đến đây là 3 giờ sáng, cái thời gian nó rất là sớm nên là mình phải chờ xe trung chuyển, chờ một tiếng sau mình có xe trung chuyển đi ra Bến Ninh Kiều. Thì Bến Ninh Kiều thì đến đây thì nó có rất là nhiều cái tour du lịch, các bạn có thể book nguyên một chiếc thuyền hoặc các bạn có thể là đi ghép chung một đoàn nào đó, mà nếu đi ghép thì các bạn phải chấp nhận đi theo một cái tour du lịch. Còn nếu các bạn đi cho mình thuê hẳn một chiếc thuyền thì mình có thể đi theo những gì mình mong muốn. Nhưng mà Năm Thu thì cũng chưa có rõ, chưa có biết, tại đến đây thì mình chưa có gặp nhân chủ phương để mình có anh bạn nào để hướng dẫn cho mình. Thành ra thì Năm Thu đi ghép đoàn. Khi mà ghép đoàn rồi thì các bạn thấy đó, khi mà tàu chạy thì rất là sớm. Cái chương trình đi thì họ thông báo cho mình một cái vé 90.000 đi trong vòng 2 giờ, 2 tiếng đồng hồ đi tham quan chợ nổi. Khi mà đi chợ nổi thì 5 giờ tàu chạy thì đến chợ nổi khoảng chừng 5 giờ 20 thôi. Lúc đó mặt trời nó rất còn tối, các bạn chỉ thấy những đèn lẻ lói. Năm Thu định quay phim lần lúc đó tại vì rất là nhộn nhịp, rất là vui, nhưng mà trời ơi tối quá, Năm Thu cứ nghĩ là thôi để mình quay về mình sẽ làm phim cho nó rõ nét hơn. Nhưng mà thì đã đi theo đoàn thì khi mà về họ không còn quay về phim chợ nổi đó nữa. Tuy rằng phim chợ nổi đến 8 giờ mới tan, chủ yếu là cái chuyến hành trình hôm nay thì Năm Thu chỉ là đi quay những thức phim tại bên bờ sông của thành phố Cần Thơ là chính thôi. Còn cái phim chợ nổi thì mình còn thấy nữa, rất là đáng tiếc bạn. Nếu một lần nữa thì Năm Thu có dịp Năm Thu đến đây thì Năm Thu nghĩ rằng mình sẽ thuê hẳn một chiếc thuyền để mình đi theo cái giờ, đi theo cái lịch trình của mình thì sẽ chia sẻ được cả những thức phim hay để cùng các bạn. Và thôi đến đây thì Năm Thu cũng tạm nói là chia tay với các bạn. Rất cảm ơn các bạn ủng hộ kênh Thu Bonsai và ủng hộ cái chuyên đề mới là thư giãn tâm tâm để mình đi du lịch khắp nơi các tỉnh miền Tây, miền Đông và có thể ra miền Trung Bắc nếu có điều kiện. Nếu các bạn này thấy clip này phù hợp thì các bạn nhấp like, nhấn chuông bên màn hình bên tay phải ủng hộ tinh thần Năm Thu. Còn bạn nào chưa subscribe, chưa đăng ký kênh thì sao thì hãy đăng ký để nhận thông tin Năm Thu những cái video mới nhất. Hành trình ngày hôm nay thì và tặng mang về thì chỉ có mấy bánh hủ tiếu khô thì thôi, ngoài ra không có gì hết ở cái xứ Cần Thơ này. Là thôi, bye bye các bạn, hẹn ngày gặp lại, bye bye. Thank you.